tối 29 tháng 10, Công an quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ Hà Quốc Diệt 36 tuổi, ngụ quận 12, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Tại cơ quan công an, Diệt khai nhận cùng Dương Thảo Dương 25 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh, sinh sống như hoàng hậu chồng ở căn nhà trọ tại khu phố 3, phường Tân Hưng Thuận, quận 12. Gần đây, Dương mang con gái là cháu giờ, nờ, cờ, 6 tuổi, lên sóng ác. Quá trình sinh sống, Diệt soàn xỉn hay dùng tay, chân, rồi tấn công và dùng thuốc châm vào cháu cờ. Kết quả giám định của công an, bé xíu cờ, có tỷ lệ thương tật là 51%. Trước đó, sáng sủa cùng ngày, mạng thôn hội Facebook lan truyền clip do một thanh niên khắc ghi về việc bé xíu gái cờ bị bạo hành với nhiều thương tích trên người. Theo nội dung clip, bé xíu cờ kể về việc bị thân phụ dưỡng chích thuốc vào người, tấn công vào chân, mặt, miệng, ngực ở một căn nhà tại phường Tân Hưng Thuận, quận 12. Kết quả giám định của công an, bé xíu cờ có tỷ lệ thương tật là 51%. Cũng trong đoạn clip, ông ngoại của bé xíu gái 6 tuổi khẳng định bé xíu cờ bị hành độc ác bởi người thân phụ dưỡng dẫn tới thương tích trên người vào 4 ngày trước. Do hoàn cảnh gian nan nên bé xíu gái sống với mẹ ruột và thân phụ dưỡng ở quận 12. Sau khi phát hiện bé xíu cờ bị hành hạ dã man, một số người đã đưa bé xíu về cho ông ngoại. Ông ngoại bé xíu sợ thấy bé xíu có nhiều thương tích nên đã mua thuốc. Sau đó, người ông chụp hình đăng tải lên mạng thôn hội để mong cơ quan tác dụng vào cuộc. Trong ngày, công an đã đưa Diệt và Dương lên trụ sở làm việc. Qua kiểm tra nhanh, cả hai dương tính với chất ma túy. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận 12 cho hay đã tóm được thông tin vụ việc và cử các đơn vị, đoàn thể tới thăm hỏi sức khỏe, hỗ trợ cho bé xíu sờ điều trị. Đồng thời, phía Ủy ban Nhân dân đã điều khiển các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ rệt xử lý nghiêm hành vi bạo hành trẻ em theo quy định của pháp luật.